sở hữu hàng lông mày thưa, ngắn, đứt đoạn, không có đuôi, hoàn toàn có thể cải thiện được, kích thích phát triển mọc lại, nuôi dưỡng lông mày dài, dày, rậm bằng các nguyên liệu thiên nhiên có sẵn. Chỉ trong một thời gian ngắn thì bạn sẽ thấy lông mi mọc dài nhanh và chân mày mọc rộng hơn rất nhiều. Theo kinh nghiệm làm lông mi, lông mày dài nhanh của nhiều người chia sẻ thì đã có người áp dụng phương pháp tự nhiên để làm lông mày mọc dài nhiều hơn chỉ sau 7 ngày kiên trì thực hiện. 1. Cách làm lông mày dài, nhanh bằng dầu dừa. Muốn lông mi dài nhanh, muốn lông mày mọc rộng hơn thì dầu dừa là ứng cử viên sáng giá nhất. Dầu dừa chứa một lượng lớn axit trong thành phần, nhưng khi dùng lâu dài thì dầu dừa tác động tới vùng lông mày, làm lông mi mọc nhanh hơn, lông mày cũng mọc nhanh hơn đáng kể. Vì dầu dừa kích thích năng lông phát triển mọc dài, rậm hơn trước. Hướng dẫn cách làm lông mày dài nhanh bằng dầu dừa. Chuẩn bị loại dầu dừa nguyên chất. Bước 2, lấy một chiếc tăm bông sạch để thấm dầu dừa và thoa lên toàn bộ lông mày từ đầu cho tới đuôi. Bước 3, thực hiện lặp lại nhiều lần cho dầu dừa thẩm thấu nhanh. Và bước 4, ủ lông mày 10 phút trước khi làm sạch lại với nước. 2. Cách làm lông mày mọc nhanh bằng hành tây. Làm thế nào để lông mày mọc dày hơn? Nếu nhà bạn có hành tây thì hãy tận dụng loại củ này để làm một thủ thuật nhỏ sẽ giúp lông mi, lông mày mọc dài hơn. Đơn giản lắm, hãy dùng nước ép củ hành tây để cảm nhận sự cải thiện tích cực sau hơn một tuần áp dụng. Không những lông mi mọc dài nhanh hơn mà lại rậm hơn, tạo chiều sâu cho đôi mắt của bạn nữa. Vì sao hành tây làm lông mày mọc nhanh? Bởi vì trong hành tây chứa nhiều khoáng chất, vitamin. Bên trong hành tây bổ sung nuôi dưỡng từ sâu chân tới ngọn lông mày, giúp cho lông mày mọc nhanh hơn, nhiều hơn so với những bạn không dùng hành tây. Do đó, khi tiếp xúc nước ép hành tây với lông mày thường xuyên sẽ làm cho các sợi lông mày đen rậm rạp hơn trước. Thực hiện dùng hành tây làm lông mày mọc nhanh hơn theo 4 bước sau. Bước 1, lột sạch vỏ màu nâu, cắt nhỏ hành và làm nhuyễn. Bước 2, chiết tách lấy phần nước cốt và đổ vào lọ thủy tinh. Bước 3, bảo quản trong tủ lạnh, thoa lên lông mày mỗi tối trước khi đi ngủ. Và bước 4, làm sạch vào buổi sáng khi thức dậy. 3. Cách làm lông mày rậm và đen cho nam với nha đam. Nha đam có rất nhiều công dụng trong làm đẹp, đặc biệt hơn, nhiều nghiên cứu và cả kinh nghiệm của nhiều người thì nha đam còn có tác dụng trong làm dài lông mi và dày lông mày. Gieo nha đam ngoài làm đẹp, chống lão hóa da thì khả năng làm lông mày rậm hơn cũng được nhiều người áp dụng và thấy rõ những thay đổi tích cực về hàng lông mày. Cách tiến hành dùng nha đam làm lông mi lông mày mọc dài hơn như sau. Bước 1. Chuẩn bị lá nha đam to bự để nhiều gieo. Bước 2. Bóc sạch lớp vỏ xanh bên ngoài, sẽ thấy lộ ra phần gieo nhớt. Bước 3. Tách lấy và bôi lên lông mày, dùng bông tăm cho vệ sinh. Và bước 4. Rửa sạch hàng lông mày với nước sau 20 phút. Lưu ý là thử phản ứng da với nha đam để tránh cơ địa dị ứng, mẩn ngứa với nha đam trước khi sử dụng nha đam để làm dài lông mi và lông mày nha. 4. Làm lông mày rậm hơn bằng dầu ô liu. Dầu ô liu là cách làm lông mày rậm và đen cho nam và nữ sẽ giúp khắc phục tình trạng thưa rụng lông mày. Bởi các thành phần vitamin trong dầu ô liu sẽ tốt cho hồi phục, làm lông mày rậm hơn trong một tuần. Các bước làm lông mày rậm hơn bằng dầu ô liu như sau. Cách 1. Lấy dầu ô liu nguyên chất thoa trực tiếp lên lông mày, ủ qua đêm cho tinh dầu thẩm thấu sâu vào chân nang lông. Cách thứ 2. Mặt nạ làm lông mày rậm đen bằng dầu ô liu và lòng trắng trứng. Trộn hỗn hợp dầu ô liu và lòng trắng trứng để đắp lên vùng lông mày như mặt nạ và rửa sạch sau 20 phút. 5. Cách làm lông mày rậm tại nhà bằng sữa. Trong sữa chứa các dưỡng chất tốt cho sự phát triển của các bộ phận trên cơ thể. Vì vậy, cách làm lông mày rậm tại nhà bằng sữa hoàn toàn có thể. Các bạn dùng sữa tươi hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng lông mày thưa, ngắn, thành rậm dày nếu áp dụng đúng cách. Thực hiện kết hợp hai cách làm lông mày rậm tại nhà bằng sữa như sau. Cách 1. Bôi trực tiếp sữa tươi lên lông mày, dùng miếng bông tẩy trang ngậm đầy sữa tươi và đắp lên vùng lông mày cho thấm, nuôi dưỡng sợi lông mày rậm hơn. Cách thứ 2. Uống sữa tươi mỗi ngày 2 cốc vào buổi sáng và tối để cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, đủ protein cơ thể cần để kích thích năng lông phát triển. 6. Cách làm lông mày rậm bằng gừng. Về bản chất, củ gừng có tính nóng nên khi thường xuyên đều đặn tác động tới một vùng da sẽ làm sạch, lưu thông máu, nâng cao khả năng hấp thụ các tế bào chân nang. Đây là một trong những bí quyết để làm rậm lông mày mà ít người biết. Hướng dẫn cách làm lông mày mọc rậm bằng gừng. Cách 1. Dùng trực tiếp củ gừng. Gọt vỏ, cắt lát, chà nhẹ nhàng từ đầu tới đuôi lông mày 10-15 lần. Cách thứ 2. Tinh chất nước gừng. Chấm bông tăm với nước gừng và đưa lên bôi từ 2-3 lần rồi ủ 15 phút.
7. Cách làm lông mày dài và dày với lòng đỏ trứng gà. Theo nghiên cứu thì vitamin D7 bên trong lòng đỏ trứng gà là chất xúc tác tuyệt vời giúp lông mày rậm và đen hơn. Từ kinh nghiệm làm lông mày dài và dày với lòng đỏ trứng gà chia sẻ, dùng lông đỏ trứng gà chỉ gần 1-2 tuần là đã thấy rõ lông mày mọc nhiều hơn, màu đậm hơn. Tiến hành làm lông mày dài và dày với lòng đỏ trứng gà đúng các bước. Bước 1. Tách lớp lòng trắng trứng ra, lấy lòng đỏ trộn với 1-2 giọt nước chanh. Bước 2. Xoa nhẹ, hỗn hợp lên khắp lông mày và vệ sinh lại với nước sau khoảng 10 phút. Lưu ý là cơ địa da dầu thì không nên áp dụng bởi có thể gây mụn nhọt, mụn trứng cá. 8. Bí quyết làm lông mày mọc rậm, đen với tinh dầu cây trà. Tinh dầu cây trà có vẻ lạ với nhiều người, nhưng hiệu quả làm dài lông mi, lông mày nhanh tại nhà của loại cây này thật đáng chú ý. Nếu chú ý có thể thấy trong thành phần các loại thuốc chữa rụng tóc, hói đầu thì có lượng lớn tinh chất cây trà. Đây là tinh dầu giúp nang lông phát triển nhanh nên lông mày hay là tóc sẽ mọc lại hiệu quả. Tương tự với dầu dừa thì bạn có thể làm lông mày dài và dày với lòng đỏ trứng gà. Thoa đều và vệ sinh lại lông mày sau 15 phút. Cần test với da để tránh bị dị ứng, bỏng đỏ với da nhạy cảm. 9. Kinh nghiệm làm lông mày mọc nhanh tại nhà bằng rượu. Đây quả là một cách làm lông mày rậm hơn cho cả nam và nữ. Lông mày thưa mọc lại dày, dài nhanh mà lại có cơ hội được uống rượu. Các bước thực hiện để lông mày mọc nhanh bằng rượu như sau. Bước 1. Rượu trắng thấm đều vào miếng bông tẩy trang. Bước 2. Lau đi lau lại nhẹ nhàng trên lông mày để hấp thụ vào sâu chân lông. Và bước 3. Thực hiện mỗi ngày trước khi đi ngủ. 10. Mẹo làm lông mày mọc rậm bằng Vaseline. Vaseline cũng là bí quyết giúp cho lông mày mọc rậm, cũng như nếu bạn muốn lông mi dài nhanh cũng có thể áp dụng cách sử dụng Vaseline này nha. Vì sao mà Vaseline lại có thể giúp lông mày mọc rậm hơn? Đó là bởi vì khả năng cung cấp độ ẩm, kích thích độ mở của lỗ chân lông sẽ giúp sợi lông phát triển chắc khỏe, đều màu hơn. Vì vậy, vừa làm lông mày rậm tự nhiên, vừa ngăn ngừa tình trạng rụng lông mày. Hai cách để làm rậm lông mày với Vaseline phổ biến. Cách 1. Thoa truyền thống. Mua lọ Vaseline chính hãng và thoa đều mỗi tối. Cách thứ 2. Dùng kết hợp với dầu dừa, dưỡng mày, trộn đều hỗn hợp và bôi lên như bình thường. Massage để dưỡng chất thẩm thấu nhanh và hiệu quả hơn. 11. Cách làm lông mi, lông mày dài bằng vitamin E. Vitamin E cũng là thần dược để giúp lông mi, lông mày mọc dài hơn. Nếu như bạn biết cách sử dụng vitamin E đúng cách, để có thể làm lông mi dài nhanh bằng vitamin E thì bạn có thể sử dụng vitamin E mỗi ngày một lần vào buổi tối cho vùng lông mày và lông mi sẽ đem lại nhiều cải thiện cho dáng chân mày thư ngắn, không đều. Hướng dẫn làm lông mi nhanh dài bằng vitamin E như sau. Bước 1. Bóc tách lấy dung dịch vitamin E phía bên trong để sử dụng bôi lên làm lông mày rậm hơn. Bước thứ 2. Dùng ni lông hoặc là màng bọc thực phẩm bọc lại vùng lông mày ủ qua đêm để hiệu quả cao. 12. Thuốc làm rậm lông mày cho nam và nữ. Để đáp ứng nhu cầu làm đẹp lông mày của con người, nhiều sản phẩm thuốc làm rậm lông mày được bày bán trên thị trường với quảng cáo làm lông mày rậm dài nhanh ngay tại nhà. Tuy nhiên, nguồn gốc, thành phần của các loại thuốc làm rậm lông mày thì chưa được làm rõ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khôn lường. Hơn nữa, lông mày rậm chỉ là tạm thời, nếu ngừng sử dụng, lông mày sẽ nhanh chóng bị rụng và thưa trở lại do không được nuôi dưỡng từ bên trong. Mẹo kích thích lông mày mọc nhanh. Bên cạnh thực hiện đều đặn các phương pháp tự nhiên tại nhà làm lông mày rậm hơn, dày hơn thì bạn cần kết hợp áp dụng một số mẹo nhỏ hàng ngày để thời gian lông mày mọc nhanh, dài, dày được rút ngắn. Thứ nhất, không nhổ hay tẩy lông mày là cách đầu tiên nếu muốn kích thích lông mày mọc nhanh. Đa phần mọi người thường mắc sai lầm nhổ tẩy lông mày để kích thích mọc nhanh rậm. Thực tế, việc làm này chỉ phản tác dụng, tổn thương nang lông mày nghiêm trọng, khó mọc lại. Thứ hai, hạn chế trang điểm vùng lông mày để kích thích lông mày mọc nhanh. Mỹ phẩm, nước tẩy trang tác động nhiều lần, liên tục lên vùng lông mày sẽ làm cản trở, ức chế quá trình hình thành, phát triển của những sợi lông mày. 3. Massage lông mày mỗi ngày để kích thích lông mày, lông mi mọc nhanh. Trong khi áp dụng các cách làm lông mày rậm bằng dầu dừa, dầu ô liu hay là nha đam, thì bạn có thể kết hợp một vài động tác massage nhẹ nhàng để tinh chất thẩm thấu tốt hơn, hiệu quả đạt được cao hơn. Thứ tư, thực đơn bổ sung vitamin để muốn kích thích lông mày, lông mi mọc nhanh. Cách kích thích lông mày mọc rậm, dài, nhanh chóng là tác động tích cực từ bên trong cơ thể thông qua chế độ dinh dưỡng. Bổ sung protein, vitamin, sắt, kẽm trong thực đơn của các bữa ăn sẽ nhằm thúc đẩy quá trình phát triển của lông tóc.
Vậy là Bà Lông News vừa chia sẻ đến các bạn 12 cách làm lông mày dài nhanh tại nhà trong một tuần cho cả nam và nữ. Các bạn thấy video hôm nay của Blog News như thế nào? Có thể để lại bình luận bên dưới chia sẻ cảm nhận của mình nha. Các bạn cũng có thể xem thêm những video liên quan, chỉ cần chọn video ở bên tay trái hoặc bên tay phải màn hình nha. Còn bây giờ thì đừng quên nhấn like, share và nhấn theo dõi kênh để nhận được thêm nhiều video mới nhất về kinh nghiệm làm đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.